Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hướng về ngày Tết, tổ chức hội xuân nhằm giúp học sinh thêm hiểu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Với các chủ đề Tết yêu thương, Tết tình thân xuân gắn kết, các chương trình xuân đã mang lại sự hào hứng, sôi nổi đến cho giáo viên và học sinh các nhà trường, hướng đến một cái Tết thật đầm ấm, hạnh phúc sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Những tiết mục văn nghệ sôi nổi trong chương trình Tết yêu thương do cô và trò trường mầm non Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức đã lan tỏa không khí ngày xuân. Đây là một hoạt động ý nghĩa giúp các con được khám phá, hiểu rõ hơn về Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt, cùng với sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh, cô giáo, các em nhỏ đã được trải nghiệm gói bánh chưng. Dù còn nhỏ tuổi, song các em đều chăm chú và hào hứng dõi theo đôi bàn tay khéo léo của các ông, bà, bố, mẹ và các cô giáo gói bánh chưng ngày Tết. Trong chương trình hôm nay em thích gói bánh chưng tại vì em chưa gói bao giờ. Để gói bánh chưng thì gói phải gói lấy lá răng, thịt, đồ xay. Em rất là thích. Nói chung thì rất là vui ạ. Còn được gói bánh chưng với các bạn, với cô giáo, cả được chương trình nữa là văn nghệ, xong được học liên hoan búp bê. Dưới bàn tay khéo léo của các bậc phụ huynh và các cô giáo, những chiếc bánh chưng đã hoàn thành một cách nhanh chóng với hàng bánh đẹp mắt. Các hoạt động trong chương trình Tết yêu thương thực sự là trải nghiệm bổ ích với các con và cũng là dịp để các bậc phụ huynh thêm gắn kết, xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa gia đình, nhà trường trong chăm sóc, dạy dỗ con trẻ. Hoạt động ngoài giờ học này có ý nghĩa, bổ ích, giúp các em sớm hình thành ý thức giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống trong ngày Tết nói riêng và các giá trị văn hóa dân tộc nói chung. Ngày hôm nay là để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thế thì nhà trường, trường mầm non Thanh Bình, ban giám hiệu cũng như là các cô giáo tổ chức cái chương trình Tết yêu thương các cháu học sinh để trải nghiệm cái hiểu về cái Tết cổ truyền của dân tộc là rất là vui vẻ, đầm ấm và rất là phấn khởi. Phụ huynh cũng như là học sinh rất là phấn khởi và tổ chức rất là vui, rất là ý nghĩa để cho các cháu nó hiểu được cái truyền thống Tết của dân tộc Việt Nam nói chung. Dù thời tiết ngày xuân khá lạnh, sau hội chợ xuân với chủ đề Tết tình thân, xuân gắn kết do thầy và trò trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức vẫn thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia. Với mong muốn giữ gìn nét đẹp của Tết cổ truyền, giáo dục cho học sinh về những giá trị nhân văn tốt đẹp, thầy và trò nhà trường không chỉ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, múa hát, trình diễn thời trang với các trang phục truyền thống về ngày Tết, mùa xuân, tình yêu quê hương, đất nước, mà còn tổ chức gói bánh chưng, trang trí các gian hàng ngày xuân. Mỗi gian hàng có một góc trang trí, bày biện khác nhau, nhưng đều có những sản phẩm đặc trưng, gồm các mặt hàng truyền thống ngày Tết như bánh chưng, mâm ngũ quả, câu đối đỏ, hoa đào, hoa mai, cây nêu, được chuẩn bị khá chu đáo dưới bàn tay của các em học sinh. Bọn cháu đã nấu ăn và trang trí gian hàng từ ngay ngày hôm qua để có thể kịp cho ngày hôm nay để chuẩn bị ạ. Cháu cảm nhận được là không khí Tết được hiện diện lại rất là vui và ý nghĩa. Nó nêu lên được không khí Tết của Việt Nam ạ. Sau vài năm chịu ảnh hưởng nặng nề của bởi dịch Covid-19, năm nay, hội chợ xuân đã mang lại không khí sôi động và hào hứng cho thầy và trò nhà trường cũng như các bậc phụ huynh. Với sự góp sức của cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh, các em đã sáng tạo và chuẩn bị chu đáo tái hiện khung cảnh chợ phiên ngày Tết cổ truyền thật rộn ràng. Hội xuân là dịp để các em học sinh tham gia những trải nghiệm quý giá, từ đó hiểu thêm về Tết truyền thống của người Việt, trải nghiệm chợ Tết xưa với các mặt hàng truyền thống, đồng thời góp phần giáo dục cho các em về các kỹ năng sống cần thiết để thêm yêu quý, trân trọng giá trị lao động và ý thức trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống.
sau 3 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì hội xuân của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã chính thức quay trở lại vào năm 2023. Và có thể nói rằng đây là một động rất là lớn và ý nghĩa, được đông đảo các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh mong chờ nhất trong năm. Và bên cạnh đó, đây cũng là một dịp để học sinh nhà trường được học tập, rèn luyện và trao đổi các kỹ năng cần thiết. Và hơn hết, đó là việc giáo dục các kỹ năng sống của các thầy cô giáo đối với các em học sinh. Và hơn nữa, bên cạnh đó, chính là việc rèn luyện cho các em học sinh về ý nghĩa và về ý nghĩa của Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam. Với nhịp sống ngày càng hối hả, bận rộn hiện nay, không ít người đã bỏ qua các giá trị văn hóa, nét đẹp trong ngày Tết truyền thống của dân tộc. Vì vậy, việc giáo dục cho các em học sinh ý thức, trách nhiệm, giữ gìn phong tục, nét đẹp văn hóa của ngày Tết cổ truyền vô cùng ý nghĩa. Hoạt động hội xuân ở các trường học không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị cho con trẻ, mà các hoạt động tái hiện không gian phiên chợ xưa, gói bánh chưng còn góp phần giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống. Và hơn thế, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của Tổ quốc.